Ngay sau khi năm học 2019-2020 kết thúc, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Khánh Cường đã tiến hành rà soát và tu sửa lại các lớp học đã xuống cấp. Đối với các hạng mục bị hư hỏng nặng, nhà trường tiến hành sửa chữa, khắc phục tạm thời để sử dụng trong thời gian chờ xây dựng mới. Trước cái thời điểm khai giảng thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Khánh Cường cũng như là các cơ quan cấp trên cũng đã đầu tư xây dựng mới và chuẩn bị các cái cơ sở vật chất. Đến thời điểm này thì có thể nói là sẵn sàng cho một năm học mới, đảm bảo được kế hoạch năm học theo quy định. Còn tại trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Ninh, ngay từ cuối tháng 8, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tiến hành khử khuẩn toàn bộ các phòng học, đồng thời hoàn thiện các phương án phòng chống dịch khi học sinh quay trở lại trường. Yêu cầu các em khi mà đến trường phải đảm bảo được các công tác phòng chống dịch, đeo khẩu trang khi đến trường, hai nữa là không tụ tập ở nơi đông người khi đến trường. Thứ hai nữa là các em phải được hướng dẫn để chuẩn bị mọi cái biện pháp an toàn phòng chống dịch khi mà bước vào cái năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp. Do đó, ngành giáo dục huyện Yên Khánh yêu cầu các nhà trường nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Đặc biệt, tùy theo điều kiện của từng nhà trường, có thể triệu tập số học sinh, học viên dự khai giảng cho phù hợp. Có những cái yêu cầu khác nhau của cái nhu cầu đổi mới. Xong thì đến nay thì cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên và các điều kiện của các nhà trường thì đã được chuẩn bị và sẵn sàng cho năm học mới. Mặc dù là nó sẽ có những cái bận rộn hơn, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một cách chặt chẽ, chi tiết, bài bản theo đúng cái hướng dẫn chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo. Ngoài ra, ngành giáo dục huyện Yên Khánh cũng yêu cầu trong quá trình dự khai giảng, các trường phải thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách theo quy định, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.